Khôi có thể cho biết một chút về cái đợt tập trung lần này thì so với những đợt tập trung trước khác gì đối với em, bản thân em? Vì đây là đợt tập trung áp chót để chọn các cầu thủ tốt nhất để đi dự vòng chung kết U19 châu Á, nên đây là đợt tập trung rất là khắt khe. Theo Khôi thì cái quãng thời gian vừa rồi thi đấu ở Công an Nhân dân thì nó giúp em như thế nào khi được thi đấu nhiều hơn và có nhiều được những sự cọ sát, những tích lũy được cho mình những cảm giác thi đấu? Nó giúp em cải thiện hơn về khả năng chơi bóng với thể lực để chuẩn bị tốt hơn cho vòng U19 châu Á. Với cái triết lý trong lối chơi của huấn luyện viên Philippe Chuje là kiểm soát bóng, thì ông yêu cầu Khôi, thường yêu cầu Khôi như thế nào trong cái lúc tấn công mà cũng như là trong cái lúc phòng ngự cụ thể? Khi không có bóng thì di chuyển tư thế người để khi người ta chuyền bóng tới có một cái tư thế thuận lợi nhất để chuyển hướng tấn công, kiểm soát bóng. Đấy là lúc 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 phòng ngự đúng không? Đấy là lúc phòng ngự và chuyển hướng tấn Đấy công. lúc không có bóng À, không có bóng à? Còn lúc tấn công thì sao? Tiền vệ phải làm gì? lúc tấn công thì tiền vệ quan sát trước, nhìn đồng đội phối hợp ngắn nhỏ. Ở cái bàn thắng của Khôi ở vòng loại U19 đến từ một pha sút xa, thì em có hay sút xa như thế không? Và trong buổi tập em có hay rèn luyện kỹ năng sút xa không? Em ít khi sút xa, bàn thắng đầu tiên nữa. Nhìn cách chơi của em thì anh rất liên tưởng giống đàn anh của em là Tuấn Anh, thì có phải là em cũng có một cái sức ảnh hưởng nhất định của máy không anh? Và anh có thể hiểu là cái thần tượng của em ở đội Hoàng Gia Lai là ai? Thần tượng đội Hoàng Gia Lai của em là Tuấn Anh luôn ạ. Em ở đội em học hỏi rất nhiều từ anh Tuấn Anh ạ, từ cách nhận bóng, cách di chuyển, cách hỗ trợ đồng đội và cách hô hào đội bóng tiến lên. Ở vòng chung kết U19 quốc gia vừa qua ấy, thì em đã thi đấu tốt ở vị trí trung vệ, nhưng mà khi mà lên tuyển thì em lại thường được xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Vậy thì trong hai vị trí này thì đối với cá nhân em suy nghĩ là em cảm thấy đá tốt hơn ở vị trí nào? Em sẽ đá tốt hơn ở vị trí tiền vệ, vì khi tiền vệ em sẽ được cầm bóng, thể hiện mình nhiều hơn. Với cả vị trí trung vệ chiều cao em không được thực sự tốt nên có thể gây khó khăn cho em. Em có thể nói một sự lượng tí là điểm mạnh của em là gì và điểm yếu mà em cần hạn chế, cần đến khắc phục là gì không? Điểm mạnh của em là cầm bóng, hỗ trợ đồng đội, thông tin với cả hô hào đồng đội. Điểm yếu của em cần cải thiện là về thể lực và cố gắng tranh chấp bóng bóng tốt hơn. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.